chào các bạn. Hôm nay Thu Hà sẽ đem đến cho các bạn một chiếc tủ lạnh Panasonic với hai cửa truyền thống, ngăn đá trên dòng BLGKVN. Giữa vô vàn những kiểu tủ mới hiện đại thì tủ lạnh truyền thống vẫn giữ được vị trí nhất định trên thị trường nhờ có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dùng. Đặc biệt là sản phẩm này còn đáp ứng được hơn cả nhu cầu cơ bản. Dòng BLGKVN này có hai tùy chọn dung tích là 326 và 366 lít, nên tùy nhà bạn nào có bao nhiêu người mà mình chọn cho phù hợp nhé. Như Hà đã nói thì đây là kiểu tủ truyền thống cho nên nó có thiết kế rất chuẩn mực với những đặc trưng cũng rất là Panasonic. Cửa tủ mặt kính sang trọng, bóng đẹp, được phủ thêm lớp nhũ trên nền đen khá bắt mắt. Như thường lệ đối với loại mặt tủ này thì các bạn nhớ là khi sử dụng hãy lau chùi thường xuyên để có thể giữ được độ bóng đẹp cho tủ nha. Và dấu ấn của Panasonic còn thể hiện ở tay cửa âm được vát nhẹ xuống, kèm theo đó là được ốp viền mạ chrome sáng tạo cho mặt trước tủ một điểm nhấn. Mình sẽ xem coi là bên trong ngăn đá này có gì nha. Đây, có hai khay cửa cơ bản và bên trong này nổi bật nhất có lẽ là một hộp làm đá viên trời. Thực ra thì nó chỉ là một khuôn làm đá viên đổ nước thủ công thôi, nhưng mà với thiết kế dạng hộp như vậy kết hợp cùng với những nút xoay đá thì nhìn nó cũng xịn hơn so với những chiếc tủ lạnh mà chỉ có vị làm đá bằng nhựa thông thường, đúng không nào? Và ở đây thì mình có tới hai vị làm đá. Tiếp theo là một tấm kính chịu lực chia ngăn. Kính này thì chỉ có thể để được ở vị trí này thôi, không thể nâng lên hạ xuống được. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nó là một phần của ngăn AG Mid Case. Ngăn này là sự kết hợp giữa khay kính chịu lực và một khay trượt. Và nó có thể để được thịt cá tươi sống, cũng hoàn toàn là không bị lẫn mùi nhờ bộ lọc phân tử bạc. Nói thêm về hiệu quả khử mùi thì chiếc tủ lạnh này được trang bị công nghệ AG Clean. Nó ở phía sau cái tấm này nè các bạn. Nó phát ra các phân tử bạc đi theo luồng khí lạnh lan tỏa bên trong tủ, ức chế vi khuẩn và nấm mốc, ngăn cho mấy con này không hoạt động được, góp phần giữ đồ ăn tươi ngon lâu hơn. Ở tủ này thì hơi khác một chút so với những mẫu tủ truyền thống, đó là ngăn đá thì không có bộ điều khiển nhiệt độ ở bên trong tủ, mà thay vào đó thì Panasonic đã gom lại thành một bảng điều khiển cho cả hai ngăn và đặt ở ngăn lạnh. Đây, nó ở ngay cạnh trái của tủ và các bạn chỉ việc là mở nhẹ cửa tủ ra thấy rồi. Để điều chỉnh mà không cần phải mở hết cả cánh cửa, tránh thất thoát nhiều hơi lạnh. Và ở mỗi ngăn thì đều có 3 tùy chọn mức độ, đó là cao nhất, ở giữa và nhỏ nhất. Riêng ngăn đá có thêm tính năng làm đông nhanh Quick Breezing. Và nội thất của ngăn lạnh thì cũng cơ bản thôi, với đèn led chiếu sáng này, rồi 3 khay cửa và 4 tấm kính chịu lực. Đặc biệt tấm kính ở dưới có thể xếp gọn lại để thay đổi không gian. Đáng chú ý là có sự xuất hiện của ngăn Extra Cool Zone. Ngăn này dùng để làm gì? Ngăn này dùng để tăng cường độ lạnh của những loại đồ uống với nhiệt độ là 2 độ C. Thường thì nhiệt độ của ngăn lạnh sẽ là khoảng cỡ 4 độ C. Việc giảm xuống 2 độ C như vậy sẽ giúp ướp lạnh đồ uống nhanh hơn bình thường mà không cần phải dùng đến ngăn đá. Và nó sẽ rất là phù hợp cho những dịp lễ Tết, bạn bè đến nhà liên tục, nhu cầu dùng đồ uống cũng nhiều hơn. Và hay ở chỗ này nè, đáy của Extra Cool Zone thực tế là một tấm kính riêng biệt. Có nghĩa là khi bạn không có nhu cầu dùng Extra Cool Zone, bạn mở lật hẳn cái nắp này lên, tháo tấm kính ra để có thêm chỗ chứa đồ lớn. Có thể nói đây chính là đặc trưng của dòng tủ lạnh Panasonic này. Tất cả những chi tiết trong thiết kế đều hướng đến việc sử dụng một không gian tủ rộng rãi, thoải mái, linh hoạt như là hai chi tiết mình vừa kể ở trên. Ngoài ra còn có thêm ngăn đựng rau củ quả White Fresh Case cũng thể hiện điều này. Đây là ngăn rau củ quả giữ ẩm, nhưng khác hơn một chút. Thiết kế của nó khá lớn, độ trượt và độ mở ra rất dễ dàng, thoải mái. Khi mà ngăn mở ra rộng, thực tế là tốc độ mình cho đồ vào cũng có phần nhanh hơn. Với độ mở rộng như vậy thì các bạn có thể dễ dàng thao tác với nhiều loại thực phẩm, chẳng hạn như là những loại thực phẩm cỡ lớn như dưa hấu này hay bắp cải cho vào cũng được luôn, mà không cần là phải bê cả cái ngăn này ra ngoài giống như là những dòng tủ khác. Và đồng thời khi đóng lại thì ngăn này cũng được đậy kín, giúp tăng được cái hiệu quả giữ ẩm cho thực phẩm. Thì đó chính là những tiện lợi của dòng tủ Panasonic BLGKVN này về mặt thiết kế. Còn về mặt công nghệ thì tủ này có nhiều công nghệ như là công nghệ khử mùi mình vừa chia sẻ. Đó là hệ thống AG Clean phân tử bạc kết hợp với bộ lọc AG tinh thể bạc. Thứ hai là công nghệ làm lạnh Panorama, đặc trưng của tủ lạnh Panasonic với khả năng tỏa hơi lạnh đồng đều tại các vị trí trong tủ để làm lạnh hiệu quả hơn. Ở các dòng tủ lạnh thông thường thì hệ thống thường làm lạnh theo kiểu là thổi gió từ trên ngăn đá xuống ngăn lạnh, cho nên nếu mà có nhiều thực phẩm thì sẽ gặp tình trạng là nhiều vị trí trong tủ không nhận được đủ độ lạnh, không có thể bảo quản được lâu cũng như là nhanh hỏng. Cho nên là với hệ thống làm lạnh Panorama sẽ khắc phục được vấn đề trên. Và sau cùng là công nghệ máy nén inverter kết hợp với cảm biến Econavi, có thể nhận biết được nhiệt độ bên trong tủ, nhiệt độ ngoài tủ và tần suất đóng mở cửa tủ. Từ đó điều chỉnh được mức công suất làm lạnh hợp lý. Lưu ý là cảm biến Econavi sẽ hoạt động khi mà nhiệt độ ở cả hai ngăn được chỉnh ở mức trung bình. Với những tính năng và công nghệ kể trên thì chiếc tủ lạnh này là sự cân bằng giữa mức giá và lợi ích mà nó mang lại. Đặc biệt là mình rất thích các thiết kế của bộ 3 ngăn AG Mid Case, White Fresh Case và nhất là ngăn Extra Cool Zone ướp lạnh đồ uống 2 độ C.
Bạn nào có sở thích là uống bia, nước ngọt hay là nước trái cây ướp lạnh mà không dùng đến đá viên thì chiếc tủ lạnh Panasonic có ngăn extra cool zone này sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Còn về mức giá của sản phẩm này thì hãy cập nhật ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.